Rồi, ok, thì hôm nay chúng ta sẽ làm clip lưu trữ. Ặc này là Black ở server 500. Đấy, ặc này vô làm quả tôi hơi rén với anh em à. Rồi, ặc này ở server 500 thì thấy lượt chiến cũng cao, ở hạng 13 server. Lượt chiến hiện tại là 52 triệu, ặc làm lần đầu. Rồi, ok, đầu tiên ha, vô coi ặc thử có gì. Nha, vô coi ặc đầu tiên lấy ặc này ặc này nạp khá là ác đó. Đầu tiên là có tăng tớp ở Awakening 2, có MK2, siêu rồng 1, năm đầu 1, có flash siêu flash 2 và có con skin. Thì truyền thuyết cho rằng, tôi nói này là tôi thử đó nha, nên là truyền thuyết cho rằng thì chơi ở server 500, những người ở server 500 rất khó là hai dòng tóc thiệt. Thì liệu con flash này có hai dòng tóc hay là không nha. Để coi thử là nó có hai dòng tóc hay không nha. Tôi làm mặt server này chưa có đứa nào có đủ ba dòng tóc đó, thì vô coi thử là đứa này có hay không. Oai, truyền thuyết này thực sự là không có thật, đứa này nó có ba dòng tóc phải không à. Trời ơi, hay quá em ơi. Trời, đây là con flash và đầu tiên tôi vô server này mà nó có ba dòng tóc á, trừ gạt con bưng ra thôi. Rồi, ok, đặt có đầy đủ tướng, nói chung là có... Trời, Buri Buri ở Awakening 2 luôn nè. À, trời ơi, ghê vậy. Trời ghê quá vậy, Buri Buri ở Awakening 2. Trời ơi, flashy flash. Trời, ngon thế nha. Giữ 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 em ơi, được 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 mẹ. Anh thấy em thấy là em chơi BD hơi bị dữ đó. Sao mà hên được, sao mà hên được, Buri Buri quay mà hên. Làm gì có cô diện quay hên ở đây. Còn dư nhiêu đô vậy? Trời, còn dư 200 đô luôn, dư 10 vé luôn, ghê ghê. Rồi, ok, đầu tiên vô coi ạc ha. Thì tướng gần như là đầy đủ hết, chứ lại thêm một cái nữa thì BD rồi cũng chơi ngót cần câu hết. Thì MK Awakening 2 luôn. Thì coi vô đội hình đi, meta sau định hướng hết rồi, không cần gì nhiều. Nhưng mà anh kêu á, anh thấy á, nên nên chạy lực chiến đi em, chạy lực chiến đi, chạy tướng nhiều quá vậy thiệt. Chỗ này đâu nhất thiết phải mời con MK này là quay hơn nữa, con MK này là quay hơn, con MK này là quay hơn hay là sao vậy, quay hơn hay là quay hơn hay là quay cố vậy. Ặc này du cũ, trời ơi. Ặc này ặc của anh Na du cũ không, anh cũ cũ nhưng mà ặc của anh Hà đi, nó chơi anh cầm từ tay của anh Hà, đời của anh Hà là anh Hà trước khi anh Hà cầm vô, rồi sau này để lại ặc em này nó chơi hai con sau là ngon đó. Ô phen, nó nhớ ặc của anh Hà ngày xưa ặc của anh Hà có ba dòng tóc đâu đúng không, có hai dòng mà nó vô nó roll được ba dòng này, hèn gì MK2 luôn này, Buri thì qua đời sau lực đó, đưa đúng đúng người rồi đó, ngon. Để coi thử còn bao nhiêu vé nha, để coi thử còn bao nhiêu vé mấy em. Ôi trời ơi anh Hà ơi. Ồ ơi, tao nói thiệt nè Hoàng à. Ủa, Hoàng à, nói thiệt cái tôi thiệt với mấy ông á, ngày xưa á là em bị anh Hà dụ mua, anh Hà bị mua mua dụ mua ạc này đúng không. Rồi cỡ lực nó đầu tư như thế này mà giờ này 400 vé, giờ này 400 vé, vậy sao ngày xưa mày mua gắt bưng đi, mày vô mày ngồi mày đấm anh Hà thiệt. Ngày xưa sao mà mày mua ạc na du này, sao mày mua ạc bưng này, trời ơi, giờ này mày mua ạc bưng là giờ này ạc bưng 80 triệu rồi, trời ơi ấy. Vậy mua ạc này sao à, em không cứu nổi à. Ơi cứu nổi sao không cứu. Nạp mà lực như thế này, mà nạp mà lực như thế này mà sợ sợ ạc bưng à, sợ cứu không nổi ạc bưng à. Anh Hà cứ khổ rồi, anh nhậu giờ anh Hà than trời đất, giờ sướng rồi em ơi. Trời ơi, bây giờ em chơi ặc của anh Hà lại, ặc này anh Hà lúc đó anh Hà, tôi nhớ là như lúc đó anh Hà trước khi anh Hà nghĩ là anh Hà nạp cũng sương sương rồi gần 2-3 triệu thì vô tiếp á đấy. Thì lúc đó anh Hà bán, thì lúc đó là trước khi mà anh Hà bán ặc Na Du này, lúc đó anh Hà mới nạp 2 triệu, 2 triệu hay là 3 triệu gì á, là lúc đó là vô nạp cái ạc này. Lúc đó anh Hà đưa cho anh Hà tư vấn, là anh nhớ là anh nạp cái ạc này á, là lúc đó là anh vừa mới tư vấn xong, thì anh Hà hỏi anh cách nạp, là anh Hà nạp vô như 2 triệu 3 triệu, lúc đó gia điểm thời điểm là con năm đầu hay sao á, năm đầu hay là con nào á đấy, xong rồi anh Hà mới chuyển mà đấy, ok ạc này ngon mà, ăn này mua về ngon xài chơi tết rồi. Thời anh Hà chơi không, mà anh Hà chơi chê nha, lúc mà anh Hà về là cái trung tâm huấn luyện này bị sai. Ngày xưa cái trung tâm huấn luyện này của anh Hà đi bị sai, bây giờ đi lại luôn hơi lâu nè nha. Cái ạc của anh Hà ngày xưa bị sai cái này nè, ạc của anh Hà ngày xưa cái chỗ này nó be bét luôn, ở chỗ này nó nát bét luôn đó. Ngày xưa anh Hà bị gãy chỗ này nè, cho nên là cái phẩm chất nó hơi thọt đấy, cái phẩm chất cấp nó hơi thọt. Bây giờ 107 rồi mà thọt trong đây, thọt trong đây tới 5 cấp, ngày xưa là bị thọt cái này nè đó.
Thì tôi bị thọt cái này thọt dữ lắm. Thọt lúc bây giờ ở đây 102 mà ngồi 107 rồi, bị thọt cái này nữa nhưng vẫn cứu được. Cứu được mấy anh em, cái này thì bình thường, cái này chỉnh lên được, đi từ từ lại đều mà. Rồi ok, ặc nhiều như thế này quay cũng hên, nửa tướng đầy đủ. Thì trong giai đoạn sau thì múc con đen thôi, múc con đen về chơi thôi, còn muốn lấy con gì tùy. Đấy, coi thử đồ như thế nào, chuẩn bị đồ như thế nào, ngó ngó đồ mấy anh em. Đồ chưa đủ 4 món luôn à, chưa đủ 4 món vẫn mít ra. Đây, ủa? Thiếu cái áo à, thiếu cái áo, áo áo không có tấn công bạo kích à. Áo không có tấn công bạo kích à. Uầy. Trời ơi, má ơi, người ăn không hết, người làm không ra. Trời ơi, nó có tới 3 cái áo tấn công bạo kích của shit khổ lực. Trời là trời. Má, nó chơi server 500 mà tôi chơi server 42, tôi cách nó 450 cái server mà giờ này mẹ tôi chưa có một cái áo tấn công bạo kích, nó có 3 cái trong cái đó tôi đéo có một cái nào. Trời ơi, má vãi cứt thiệt. Nói chung cái đó nó không có một cái áo nào của bụi ninja luôn. Trời, má cuộc đời này bất công thiệt chứ. Tấn công phần trăm nó có, tấn công phần trăm tấn công nó có luôn không? Đó, có luôn mấy ông à, mày kinh vậy. Trời ơi. Thần cơ, xét thương. Rồi ok. Được, đồ này được cái đủ bộ đi cây cũng được. Đỡ cái đủ bộ đi cây. Được cái hơn là đủ bộ đi cây đó. Rồi ok, bộ đồ này chuyển qua cho mấy con kia sau thế hệ này ngon. Được, may là may bộ được đủ bộ này. Đam thì có thể mít đồ được, chứ còn tăng thì đồ full set thì có thể ngon. Rồi ok, năm đầu. Ủa? Mày vẫn còn để đồ xuyên rồng mà, không đi năm đầu à? Vẫn còn để đồ xuyên rồng mà, vẫn quyết tâm quýnh xuyên rồng mà, vẫn quyết tâm quýnh xuyên rồng mà. Sắp xong rồi nè, cái này sắp xong rồi, sao không cái này còn có mấy ngày nữa là xong chứ mấy, chịu khó đi năm lượt đi. Trời ơi, còn có mấy ngày nữa à, để đi vinh dự à. Đi vinh dự chuyển đồ sau, nhưng mà đi quýnh độ hình chính thì ok, đi quýnh vinh dự thì tùy. Cái này xếp lại thôi. Rồi sau này trong meta chuyển đổi sau, con Buri nuôi gì chưa? Buri vẫn chưa có đồ, Buri này vô đấm mấy cái nè. Rồi ok, để ngó tính năng chiến thuật coi, ngó tính năng chiến thuật coi thử như sao. Anh hùng, rồi ok, anh hùng phản đam, một cái tàn bạo. Rồi, ở đây là quái nhân thì đang để kích lực chiến thôi. Vũ trang, rồi cơ bản. Gác đấu, rồi ok, cái đấu hơi thọt nha. Cái đấu giờ này mấy anh em chưa full hết, gác đấu giờ này hơi thọt. Công nghệ, rồi trường lực hút máu, tâm linh. Rồi ok, nói chung là cơ bản thôi. Thẻ hơi thọt, thẻ hơi xui thì cũng phải là xui xui, không có ra đủ mấy anh em. Thẻ kích đủ bộ, nó kích được chiến cao. Ạc này thọt, cái này ạc này anh ấy là nạp là cũng khá đầu tư, nạp khá là dữ đó. Thì anh nghĩ như thế này, về vé vé đen đồ, vé đồ, vé đồ tướng, vé chị đủ rồi thì anh khuyên nên chị thẻ tăng sao một tí đi. Chị thỉ đằng sau đi, tại siêu mới á, trên nhau ở nằm trong trên nhau ở mấy gói thỉ đằng sau á, nạp lấy thỉ đằng sau để đẩy tướng lên. Ví dụ như bây giờ đúng không, một con công này mà giờ em chưa build đồ, chưa build xong một con công này nó bị thọt đồ lắm em. Ít nhất á là bây giờ nha, nếu như bây giờ anh build đồ á nha, thì anh sẽ quýnh á là anh dồn hết đồ luôn cho hai con này nó khỏe đi. Thiệt. Là để hai con này đồ nó đầy đi nha, đồ nó đầy hai con này đi, chuyển con xương rồng qua cho đồ hai con này nó đầy đi. Để xong rồi hai con này nó đầy xong rồi á, rồi tới phiên con tóc nó đầy, sau khi mà con tóc nó đầy xong á thì mình mới bắt đầu mình lan qua mình chuyển con mấy con kia. Chứ thiệt sự á, bây giờ nếu như mà đi qua giai đoạn sau á, anh nói như ví dụ như gạt này nè, anh hỏi này trên cơ bản gạt em á, nếu như mà ra con điên bóng á thì em tính chuyển đồ như thế nào? Em chỉ một hơi rồi con điên bóng qua luôn à nha. Giờ anh hỏi em nè, nếu như bây giờ đầu tháng ra con điên bóng luôn nè, mà đồ em như thế này nè, anh thấy nửa vời lắm, thiệt thì anh thấy nửa vời lắm. Đồ em như thế này chẳng lẽ ra tháng em chuyển đồ quăng hết luôn à, đúng không? Bây giờ em đi á, cái quan trọng là mấy em hiểu không, khi mà ra giai đoạn sau á, mấy em qua giai đoạn sau á thì có một cái lối chơi mà cái gạt này em đi BK bây giờ nha. Nếu như mà em cầm đồ như thế này á, em đi quýnh những người top trong server nha, em đi quýnh những người top trong server hiện tại nói là nằm ở trong phần không phân khúc đây nè, tầm phân khúc bây giờ em rất quýnh khó để ăn. Nhưng mà anh có một cái nha, em có thể là đi BK mà quýnh tê tô mấy người trong server luôn, mà bằng một cái cách chơi này rất là dễ chơi.
Tại đồ ở đây đang dồn á, đồ nó bị nửa vời. Tự nhiên ví dụ như là đang con xương rồng nó sắp out rồi. Nghe con xương rồng này nó sắp out rồi. Mà tự nhiên đồ em dồn vô con xương rồng rất là nhiều đồ nó bị phí, mà tự nhiên còn cộng sao tím vô con xương rồng này nữa. Mà trong khi đó con MK này hoặc là con tăng top này, những con chủ lực trong thế hệ tiếp theo em lại không full đồ. Thì bây giờ anh có một cái lời khuyên như thế này nha, bây giờ em dồn cho hết một con nha. Em dồn cho hết một con nha, là em bỏ hết đồ đầy một con tướng tăng lên. Em thử đi. Em thử chơi cái combo này, anh nói nè, này ở trong đây không để nha, anh nói em nha, sau này meta nó chỉ là còn tồn tại trên sân đấu, vô phòng tập để được, ở ngoài không để được nha. Đây. Ở trong server này gần như là meta về sau luôn. Cuộc chiến á nha, cuộc chiến nó chỉ cuối cùng là nó còn hai con này thôi nha. Đây. Cuộc chiến trên bản đồ cuối cùng nó còn một con này thôi, lại con này thôi. Đây nha. Đây là thế giới của ba con này nó uốn lộn nhau thôi, trên bản đồ chỉ là ba con này nó sinh tồn với nhau thôi. Thiệt. Và em dồn đồ như thế này á, con này nó cũng nửa à. Con này nó cũng nửa à, con này nó cũng nửa à. Rồi con này ra là tính sao? Đúng không? Con này ra rồi em tính sao? Con điên bóng này nó ra thì lẽ em bê đồ con tăng tớp em quăng qua cho con điên bóng, mà trong khi đó em đang một con tăng tớp ở Awaken 2 năm sau tím. Đúng không? Con tăng tớp của em đang ở Awaken 2 năm sau tím. Thì bây giờ ra con này rồi em tính sao? Mà con tăng tớp này đang rất mạnh nha, con tăng tớp này đang là hot meta nha, ra con điên bóng này nó boost cho con này cũng mạnh nữa. Rồi chẳng lẽ em tính bỏ đồ, em tính bỏ con này luôn rồi em chơi con Buri em nhét vô. Đúng không? Bây giờ đồ á em mới coi là em canh đồ để em dồn cho chuẩn một con, là em đang muốn quýnh. Em đang muốn quýnh là meta công thì ra công, thủ thì ra thủ. Con MK này đồ nó ít cũng được, nó vai trò của nó em chuyển thành vai trò của nó chỉ là hỗ trợ khống chế hồi máu. Nha, hỗ trợ khống chế hồi máu. Ví dụ như bây giờ mọi người hỏi tôi có đủ đồ không? Tôi nè, tôi có đủ đồ đâu? Đúng không? Đồ HP không có, đồ tấn công cũng không, thì tôi chuyển nó qua vai trò là bình thường, đúng không? Bây giờ đi BK, tôi nói đi BK nha. Ngày hôm qua mọi người ai coi cái trận bên CVC không? Một mình con đen bóng này nha. Nè, ngày hôm qua nha, mọi người ai coi cái trận bên CVC không? Một mình con đen bóng này không bút ní, không có bút ní nha. Ngày hôm qua mấy anh em coi cái trận tôi BK bên CVC, một mình con đen bóng này không có bút ní, không có bút cái quần què gì hết. Một mình con đen bóng này quýnh 6 con. Đấy. Thì bây giờ đi câu chuyện á, server mới á, bây giờ đi mà đi cái này là ở server tầm 500 giờ. Tại sao nếu bây giờ cái combo như gì, mày combo gì đi BK, mày qua meta sau đi BK nhất cái nách luôn. Thiệt. Ba con này thôi, tôi nói ba con này thôi. Thiệt. Đi BK nhất cái nách luôn. Và bây giờ làm sao để vận hành ba con này tốt trong cái ạc này. Ạc này có con flash 3 dòng tóc. Thiệt. Bây giờ nếu mà đi BK trên cái đồ này, đồ nửa vời. Nè mọi người coi cái đồ nửa vời lắm đây. Nè. Bây giờ coi nha, với cái lượng đồ nha, nói với cái lượng đồ con tăng top này đi, 11 triệu máu. Đúng không? 11 triệu máu. Mà giờ 11 triệu máu đi mà để cho con MK trong server này, MK trung bình đó là tổng MK mà full tỷ tăng sao là ít nhất nó cũng là 2 triệu công con tăng top này bắn. Nếu như mà không được boost né con flash con tăng top này đúng 2 lượt chết. Thiệt. Đấy, bây giờ là con tăng top này nếu như em dồn á, dồn đi BK, nếu như đi BK thì gần như 100% server mới sẽ chơi combo là con flash boost cho tăng. Thiệt, không ai boost cho MK đâu. Mọi người á thì cái mọi người chơi á, mọi người yên tâm đi, cái tầm này là do con MK này nó mới ra, mọi người chưa biết lối chơi, khi tới lúc con điên bóng này không ai còn boost cho con MK này nữa đâu. Và sẽ boost cho một mình, một là boost cho con quỷ năm đầu này, hai là boost cho con quỷ tăng top này để nó đam chủ lực thôi, hoặc là boost cho con điên bóng. Mấy anh em một, mấy anh em để đồ cho tăng top thì mấy anh em boost cho tăng top, để đồ cho điên bóng thì boost cho điên bóng thôi. Tiếc. Chừng nào gặp Bill chịu Bill thì nó được chiến quá rồi, Bill thì nó làm gì, nhưng BK ngang phân khúc được chiến á, không ai boost cho MK ở đâu. Tiếc. Tại sao người ta chơi Zombie Man? Tại sao người ta chơi Zombie Man thay vì con Vlad Silverlad? Tại vì con Zombie Man chỗ đây nè, nó kéo hai con tóc. Nha, em quay con Buri, em quay chỗ đây em không tính nè. Người ta chơi con chỗ này á, là người ta chơi chỗ này nè. Tại sao người ta quay chỗ này, người ta quay con người ta, tại sao á mà chơi chung meta, người ta quay chỗ này ở meta hiện tại đang chơi, tại sao người ta dùng con Zombie Man? Tại vì con Zombie Man nó kéo hai con tóc, 1 2. Đúng không? Nó kéo hai con tóc rõ ràng nha, nó kéo hai con tóc nha. Nhưng những người chơi flash á, những người chơi flash bây giờ gần như ai cũng ý định trong đầu là phải bỏ con Buri ra. Đấy. Đó bây giờ câu chuyện, bây giờ em đang chơi câu chuyện, em chơi con flash si flash ở đây đúng không? Em kịp con flash si flash đây rồi con Buri em tính đi đâu? Đó. Đúng không? Đúng không? Bây giờ câu chuyện nếu như em chơi con flash si flash ở đây, em chơi con flash si flash đây cũng điên bóng sắp tới đúng không? Điên bóng ra rồi em chọn con nào? Bây giờ em chọn con nào? Bây giờ phải bỏ Buri ra chứ bỏ sao, con tăng top này còn mạnh nha. Ơi, con tăng top này đang là 5 sao vàng, 5 sao tím nha.
sao bỏ được con tăng tốp này, sao bỏ được con tăng tốp này, đây là 5 sao vàng 5 sao tím tinh thông bậc 5 nè. Quê ít nhất là con tăng tốp này chơi 2 tuần nữa trong tuần của con đen bóng, mà con buri buri của nó còn chưa nâng một cái tinh thông nào, chưa nâng một cái thứ gì hết lên luôn, còn chưa có sao tím. Thì bây giờ câu chuyện á, chơi bây giờ á, nó chơi để mà chơi em xếp con buri buri vô rất khó thiệt. Và bây giờ chơi á, cái combo chuẩn nhất á, là một flash boost cho tăng tốp, một là flash boost cho điên bóng. Thì câu chuyện em xếp đội hình một trong hai con đó là tùy em chọn. Nhưng ở cái lượng máu ở đây của em á, cái lượng máu của tăng tốp của em ở đây rất yếu. Nhưng cái lượng máu của con, cái lượng máu của con tăng tốp ở đây rất yếu. Vì sao? Vì câu chuyện của em á, vì câu chuyện của em ở đây là gì? Con tăng tốp của em là con tăng tốp là về chỉ số HP, là về thùng đam. Nó là cái đồ đây là đồ full full đam, là ví dụ như chơi một con tấn công giảm tấn công, về thẻ của em toàn bộ là full đam hết. Thay vì cho những người khác người ta đi châu bò hoặc là người ta đi sát thương, cái kiểu đi sát thương của bếp, và con tăng tốp em là phải, nếu như mà không được boost của con flash là nó chết rất nhanh, nó bắn hai lượt là chết, hai ba lượt là chết với mức 11 triệu máu này, bắn nhanh lắm. Thiệt chị, cho nên phải dồn đồ, nhưng phải dồn đồ. Ngày xưa ấy, là cái lối chơi dồn đồ nó không có hay, nhưng mà cái lối chơi dồn đồ bây giờ nó hiệu quả rồi. Bây giờ trên chiến đấu mọi người BK bây giờ còn là một con flash với con tăng tốp nó sống, hai là con bây giờ qua meta sau là con flash với lại con điên bóng. Nha, con này thì không có chết được đâu, yên tâm, con này trâu lắm mấy anh em. Con này ném mấy anh em build đồ chuẩn, con này mà build đồ lên cũng cỡ tầm 6 7 triệu máu rồi, con này silver cũ, con này silver mới tầm 5 triệu, còn silver cũ là tầm 7 triệu rồi, mấy con này nó tự nó khỏe re à. Nha. Hoặc là nó chết nó cái năm đầu nó hồi sinh lên không sao. Nha, thì mấy anh em chơi flash chỗ này, giai đoạn này mấy anh em build tăng. Cái meta này là meta của tướng tăng. Nha, tăng càng nhiều nha, tăng càng nhiều càng mạnh. Nha. Và đồ ở đây á, đồ ở đây câu chuyện là đồ ở đây là con MK này, con MK quá trình 2 nữa, thì em phải xác định là con MK này em muốn nó làm đâm chính hay không, hay là em muốn con tăng của em làm đâm chính, và con đen kia hai con này nè, em muốn hai con nào làm đâm chính. Nhưng mà trong giai đoạn đầu thì con này là con chắc chắn là em sẽ phải boost cho tăng thiệt, để mà em hiệu quả trong DBK trong cái server này là em phải boost cho tăng. Tại vì sao? Tại vì server em toàn chơi zombie man không à, người ta vô người ta chơi con buri, nếu như mà người ta vận hành á, bây giờ câu chuyện á là em chơi con flash si flash, tôi nói là câu chuyện mấy ông chơi flash con flash si flash này nó bị cấn rồi thiệt đấy. Con flash si flash này mới ra nó cấn lắm, cho nên là cái câu chuyện là mấy anh em đi với build top á, tôi nói ví dụ như con build con flash si flash đây, thì bây giờ tôi nói ví dụ như bỏ con điên bóng rồi, thì con buri này á, mấy ông phải ngồi tính tốc độ cho con buri này, mấy ông tính chết luôn để cho sao con buri này nó ôm được hai lần. Mấy ông bây tôi gặp mấy ông hỏi tôi á, mấy anh em chơi siêu mới á, hoặc là mấy anh em chơi con flash siêu flash, kể cả người chơi cũ nghe, người ta hỏi tôi là Han ơi, tại sao con buri này của anh nó không ôm được hai lần mà con buri của người ta ôm được hai lần, anh cái năng lượng đâu ôm được hai lần. Bây giờ tôi hỏi mấy ông ơi, bây giờ mấy ông đi câu đi cây đi, mà câu đi cây level 1 mấy ông có 6 năng lượng à, mấy ông đối đầu với bên kia có flash siêu flash, hai bên đều khóa năng lượng hết nhau, còn 3 năng lượng uống cái gì, là con flash nó boost cho, bây giờ ok flash nó boost cho điện bóng thì đi mất miệng hai năng lượng rồi uống follow up thôi, con này nó follow up thôi cái năng lượng đâu mà nó xài, rồi qua lượt thứ hai thì may ra nó còn dư một năng lượng nữa, thì con tù nhân vô ý này mấy ông phải build tốc bao nhiêu để con tù nhân này nó ôm thêm được một phát nữa, đúng không? Là cho nên là cái câu chuyện á, mà để con buri này nó ôm hai lần á, thì mấy ông phải build thẻ tốc độ để con buri này nằm tốc ở tốc thứ hai hoặc là tốc thứ ba, thường là tốc thứ ba, tại vì con flash nó sẽ kéo tốc cho cùng một con DPS đứng cùng hàng dọc với nó, và con buri này phải đi thứ ba nha, hoặc là mấy ông phải đi cái thỉ mà có cộng năng lượng, thỉ tính năng chiến thuật. Còn mà đi zombie man thì dễ, zombie man này cộng năng lượng, còn ông nào có co mà co đi cây bậc hai á, co đi cây ở quách gần hai á, thì mấy ông chứ không phải lo công chuyện thiếu năng lượng, thì mấy ông build tù nhân vũ khí này làm sao đi ở lượt hai. Chứ giờ tôi hỏi mấy ông đi flash, mấy ông build tốc như thế này, ví dụ như thế này, một đi con flash một nè rồi hai nè, đúng không? Mà con này không năng lượng ok, con này hai không năng lượng không nói là gì rồi, tới phiên con nào nữa, con này tới ba, con này nó bắn hết mẹ năng lượng rồi, làm gì tới lượt con buri để nó ôm lần hai, đúng không? Đó là bài toán khi mà người ta chơi á, tại sao nobody á, mấy anh em bấm coi những clip cũ của nobody đi, thì nobody tại sao nobody không vận hành con buri này, tại vì nobody chơi flash nha. Tại vì nobody chơi con flash si flash, và nobody boost cho con điên bóng, và con điên bóng này ở hàng sau nha mấy anh em. Tại vì nobody á, mấy anh em coi, ủa mấy anh em đặt câu hỏi là nobody và nobody không chơi co đi cây luôn mà chơi cơ bơm, thì co đi cây với cơ bơm như nhau, nhưng mà chỗ này nè mấy anh em hỏi là tại sao chỗ này là con điên bóng này đặt ở hàng sau, và con tăng tốp này ông để lên đầu để ông tăng, mà câu chuyện là con điên bóng này nó câu giờ, và ông tại sao gần 2 tháng trời luôn, khi mà người ta nhà người ta chơi buri, ổng tới tháng thứ ba tháng thứ tư ổng mới chơi con buri rồi, gần như nó sắp out rồi á, thì ổng mới bỏ buri vô ổng chơi là tháng con G4 á,
chuẩn bị ra con G4 thì ông mới chơi con Boogie Boogie. Thì câu chuyện chỗ đây là gì? Không có bài toán năng lượng, không có giải quyết được câu chuyện năng lượng ở đây. Bây giờ là để người ta để anh hùng hết rồi, phủ đầu người ta để anh hùng không, thì năng lượng ở đâu mà cho mà câu chuyện giải quyết được vấn đề năng lượng để cho con Boogie nó ôm. Bây giờ khi mà bây giờ em chọn á, bây giờ nếu như mà em chọn quýnh con, bây giờ con tăng top này nha, nếu như mà em đi BK ngồi server mới á nha, ngồi xe mới đi BK bây giờ người ta tồn cho cơ mực bảo đảm qua luôn. Thế giới cơ mực và thế giới của tinh thông, con tăng tớp này xài rất ngon, cực kỳ ngon so với con Bui, nó hiệu ứng khống chế không ạ. Bây giờ trong giai đoạn sau bây giờ để mà khắc phục cái tình trạng bây giờ mấy anh em biết không, đi BK kể cả con Bui á, tôi nói nha, tại sao người ta biết, tại sao mà mấy anh em đi BK người ta biết là bên kia có Bui Bui nhưng mà người ta vẫn để MK ở dưới cho Bui nó ôm, thì MK có đồ đéo đâu khống chế, xong mấy ông khống chế hết năm lượng mấy ông làm gì thiệt. Nó bây giờ tôi hỏi mấy ông nha, con MK nó không có đồ, nó không có đam, nó bắn vô ok khống chế hết năm lượt, mấy ông không bắn vô máu được con điên bóng, mấy ông không bắn vô máu được con tăng tớp, rồi mấy ông làm gì, cầm hoa 10 lượt. Đúng không? Cầm hoa 10 lượt thôi chứ còn gì nữa. Bây giờ meta bây giờ hiện tại luôn là như vậy luôn rồi, là hai con này không chứ hai con nào. Đúng không? Hai con này đứng chung với nhau không chứ còn làm gì? Hoặc là ví dụ như thế này. Nó sẽ quay xe lại là một là con này hiện tại chưa có điên bóng đúng không? Hiện tại chưa có điên bóng là mấy ông chơi flash đúng không? Còn cái meta mà boost cho con MK thì tôi không nói nha, nhưng thường á những người mà người ta chơi chuyên á là người ta sẽ boost như này hai con thôi gì nữa. Một trong hai thôi. Nha, một trong hai thôi, một trong hai như thế này thôi chứ không có đảo được. Ba con này là say win, nó đi theo cặp với nhau thôi. Một là boost cho năm đầu, hai là boost cho tăng top thôi. Đấy. Chứ còn mà câu chuyện với con MK đây tùy thì mấy ông tùy lối chơi mấy ông boost thôi, nhưng mà câu chuyện khi mà ra tới con điên bóng là mấy ông sẽ chọn con điên bóng là chọn con Buri. Nhưng mà bây giờ mấy ông chơi mà mấy ông bỏ con tăng tớp này ra một ở trong giai đoạn đầu mấy ông nhắm bỏ được không? Bây giờ tôi hỏi siêu mới nè, giờ siêu mới mấy ông nhắm bỏ được không? Đấy. Mấy ông nhắm bỏ được là bỏ được một con tăng tớp tinh thông, cùng một con tăng tớp ở Watchtower 2 full tinh thông 5. Nha, full tinh thông 5 luôn nha. Bỏ được không? Sao bỏ được? Tăng tớp này nó mạnh bảy cức ra sao bỏ được? Con điên bóng ra giai đoạn đầu chỉ đặt vô cho nó làm boost thôi, còn con này là để vô cho nó làm đam chính nè, con này phải đam chính ít nhất là 2 tuần. Đó. Ít nhất là 2 tuần thì con xong con điên bóng này nuôi nó khỏe khỏe lên thì mới chuyển qua con điên bóng này làm đam chính được. Nhưng mà con điên bóng này trong 5 lượt đầu thì tính về tổng lượng đam á nha, thì cái tổng lượng đam thì tôi không biết được là con nào cao hơn. Tại vì con tăng tớp này là nó có bet nó đấm bị động, tại vì khi mà con này bị chó ngay, tôi nói nếu mà đặt trên bàn cân hai con này bị chó ngay thì hai con nó đều có phản đam. Đúng không? Hai con nó đều có phản đam, nhưng mà riêng con tăng tớp này nó có bet đấm nữa. Đúng không? Nhưng mà riêng con hai con tăng tớp này, con tăng tớp này nó có bét đắm nữa. Đấy. Đấy là có bét đắm nữa thì câu chuyện là nó sẽ khác biệt hơn và nó có khả năng phá vỡ cái khiên mực nữa. Và khá phá vỡ cái đánh vào cái tinh thông ấy nữa. Cho nên là đây là cái bài toán em nên lựa chọn và em nên dồn đồ nha, quyết định meta nha, như liên đồ gì em thấy nửa vời lắm. Thiệt, đồ mà hiện tại dồn cái gì em thấy nửa vời. Nha, nó bị nửa vời, nó chưa đâu vào đâu hết á. Thiệt. Đam không ra đam, tăng không ra tăng, tóc không ra tóc, mặc dù ạc rất ngon và rất rất cao. Anh không biết đi BK hiệu quả như thế nào nhưng dồn như thế này đang bị nửa vời lắm. Thiệt. Dồn như thế này bị sao, bị cấn cấn sao, thà ví dụ như em dồn cho xong hết một con tăng đi. Hoặc là em dồn cho xong hết một con đam đi rồi em đi BK rồi em chơi cho nó chuẩn rồi từ đó dư thì chăng sao em đắp em chia đều cho mấy con sau nó sẽ hiệu quả hơn. Tại vì ở meta thế hệ sau á là meta đam sát thương thuần. Trừ khi tới con tách Somoki thì nó là đam hỗn hợp, nhưng mà còn khi mà ở trong meta giai đoạn con tháng của con điên bóng á, thì nó sẽ là sát thương trực tiếp nha, sát thương trực tiếp, sát thương thuần. Thì cho nên á, việc meta tăng với lại né tránh á, meta mà build tăng với lại meta mà build né nó sẽ là hot meta nha, nha nó sẽ là hot meta, cho nên là em nên cân nhắc về cái lối chơi này, cái này anh khuyên thôi. Còn mà việc hiệu quả thì đó là trên hiệu quả thì em chơi mỗi ạc nó sẽ có một cách chơi khác nhau và hiệu quả em đi BK nó sẽ như thế nào. Nhưng mà bài toán bây giờ em phải là người suy nghĩ là chọn Buri hay là chọn tăng tớp, nhưng mà chắc chắn sẽ là chọn tăng tớp rồi. Buri làm gì có cửa cạnh tranh với con tăng tớp được trong giai đoạn đầu này. Đấy. Rồi đấy, là nói chung là tự biết thôi, tại vì giờ BK mấy anh em biết rồi, quýnh là BK chỉ có con flash với lại con tăng tớp nó ôm nhau tới chết bây giờ thôi chứ đâu có con nào ôm nhau đâu, hoặc là con flash nó ôm cho con năm đầu thôi. Còn bây giờ em không chơi con năm đầu thì em phải ôm con tăng tớp, hoặc là em phải ôm con điên bóng thôi, chứ còn con MK này nó tự có né rồi, nó bắn phủ đầu, nó bắn follow up, nó tự quýnh được nha. Rồi ok vậy thôi, đây là cái clip tư vấn với lại clip lưu trữ vừa tư vấn cho em trong giai đoạn định hướng trong meta sắp tới, cách dồn đồ với ạc đang rất là cao nha, ạc lực chiến rất là cao nhưng mà nên chỉnh lại đi cho nó hiệu quả, chứ còn đồ nó hơi nửa quá. Nếu tự nhiên build con này đồ đang là meta tăng, đang meta tăng mà đồ như thế này, xong rồi con MK nó cũng một nửa, xong rồi để con xương rồng một nửa, xong rồi để con flash nó cũng một nửa, nó chưa tới đâu em, thật sự nó chưa tới đâu hết nha. Đấy rồi ok vậy thôi.